Chào mừng quý vị đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay ngày 7 mùng 7 Tết, mình sẽ làm cái video đầu tiên về những dòng sản phẩm mới của hãng Bưng Kinh nha anh em. Thì những cái dòng sản phẩm này bên mình về hồi trước Tết rồi, nhưng mà sát Tết chưa có thời gian mình giới thiệu cho anh em. Ngày hôm qua thì mùng 6 cửa hàng mình đã mở cửa bán rồi nha, mở cửa bán cũng có rất là nhiều anh em vô ủng hộ, một nửa cũng rất cảm ơn ha. Thôi nhân dịp đầu năm mới nha, cửa hàng Tiến Phát và Hoàng Phát cũng như Nguyễn Chí Đạm xin gửi lời chúc đến tất cả quý khách hàng, quý khán giả một năm mới sức khỏe dồi dào, hạnh phúc tràn đầy, công danh sự nghiệp ngày càng phát triển. Thì một năm mới nói chung là bên cửa hàng mình sẽ cố gắng đem những dòng sản phẩm mới mới với nữa ha, để phục vụ cho tất cả các khách hàng, các anh em ha đang có nhu cầu về cái công cụ. Thì bên mình thì nâng cấp anh em á, nâng cấp từ từ, nhưng như mỗi mỗi tháng hoặc là mỗi quý gì đó hay có, hoặc là luôn luôn sẽ cập nhật những dòng sản phẩm mới cho mình. Thì trên bàn ở đây thì cũng có những dòng sản phẩm mới mới bên cửa hàng mình trước chưa bán thôi, chứ còn tất cả ở cửa hàng khác thì còn nơi khác thì điều đó mình không biết, thì có thể anh em sẽ tìm hiểu. Hoặc là cái thương hiệu mới, ví dụ Bưng Kinh nó là thương hiệu mới rồi thì nó cũng là những thương hiệu mới ha, rồi có những dòng sản phẩm mới hơi là lạ một chút. Rồi ok, mình đi thẳng vào vấn đề nha. Kỳ này mình về số lượng cũng không có nhiều, anh em nhu cầu thì mình cứ liên hệ mình đặt nha. Đó rồi bây giờ sẽ đi vào chi tiết từng cái nha. Ở đây mình sẽ bóc đại cà nha, chứ không có đi theo thứ tự ha. Đây là một cái cây kìm cắt chân mạch điện tử. Cái dòng này thì nó có cái mã là 14873, thương hiệu của Bưng Kinh, 5 inch là nhà 125 mm anh em á, làm bằng thép CRV, có độ cứng từ 60 đến 65. Cái dòng này thì cái thiết kế mẫu mã của Nhật anh em á, cho đến đây thì nó sẽ có tiếng ba loại tiếng luôn nè, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Thái. Nó sẽ cắt được dây đồng từ 0.2 đến 2 chấm, những dây còn lại mà mềm mềm trong mạch điện tử thì khoảng 1.6 nha. Nếu mà cứng hơn dây đồng thì 1.6 thôi. Cái này thì không có đi cắt két cáp rồi nha anh em á, mấy cái cáp cứng không có được nha. Đây anh em, nó chỉ có 5 inch thôi, cái tí như nè nha. Đó, cái chân mạch thì thiết kế nó nằm sát như nè. Đó, anh em thì anh em cắt mặt điện tử thì em để vô anh em cắt ha, để vô như này mình cắt. Đó. Thì cái dòng này giá cửa hàng mình bán 100.000 cây. Đây anh em ơi, cắt chân mạch điện tử chuyên cắt nó, thì nó thiết kế nhỏ gọn để mình xài thôi. Thì mình lấy thử cái dây điện mình cắt cho anh em coi nha, em chờ chút. Đây, em cắt như này ha. Bắt cảm ơn dăng cái bọc liền ha, dăng là thấy không. Ok ha, 100.000 một cây như loại này. Cái dòng này thì nó làm bằng thép CRV rồi ha, thương hiệu Bưng Kinh. Thì nó cái mẫu mã sẽ bằng đây nè, mẫu mã thiết kế giống của Nhật vậy nè ha. Cái tay phủ cao su nha, đó, nhúng á nè nha. Đó, đẹp, 100.000 cây. Rồi mình qua nha, đây cũng còn nhiều mẫu mới. Kế tiếp nữa mình giới thiệu cho anh em về một cái đầu vít. Cái đầu vít này là đầu vít BH2, một bộ này nó có hai đầu, một hai cây, một cây nó gồm có hai đầu. Thì hai cái cây này nó đặc biệt, chúng có lò xo ở giữa. Thì theo cái thông số kỹ thuật của hãng nó nói là cái lò xo này nó lắp thêm để tăng cái độ bền của cái đầu vít này thêm. Thì mình biết nó tăng cái kiểu gì hay là nó làm cái độ sắn này chưa hiểu lắm anh em ha. Thì nói chung cái đầu này làm bằng thép S2 anh em ha, 40.000 một cặp, có cái mã là 61039. Nói sơ qua về dòng thép S2 cái, tại giờ hầu như bây giờ mình thấy các hãng luôn anh em, nó chuyển qua những cái đầu vít á, hoặc những cái vít nó làm bằng thép S2 á, rất là nhiều luôn. Thì S2 nó là một loại thép chống sốc anh em. S2 nó là một loại thép chống sốc, ở trong đó nó rất là nhiều thành phần trong đó. Nó không phải là S2 không nha, nó còn S3, 4, 5, 6, 7 nữa, từ 1 đến 7 luôn á. Thì ứng dụng của mỗi cái loại S này vào những cái công việc nó khác nhau, tại vì mỗi thành phần hóa học ở trong đó nó nhiều lắm. Thì cái đầu này là BH2 là hai đầu, ở giữa nó có lò xo, cái này nó siêu là mình không tháo ra được nha. Tuổi thọ nó bền gấp 10 lần thông thường, chiều dài là 6 chấm, chiều dài cái đường cái này là 6 chấm, đường kính cái lò lục giác là 6.35 nha, chiều dài là 65 mm. 65 mm một cặp thì chỉ có 40.000 thôi nha, 40.000 thôi. BH2 đầu cứng là trên 59 HRC nha. Này là thép chống sốc.
Thì mình sẽ nói sơ qua về cái thép này cho anh em ha. Nói chung thép chống sốc thì anh em có thể lên mạng anh em tra, nhưng mà ở trên mấy Google nó nói cái thép chống sốc này nó sẽ cứng hơn 4% à, thì mấy ông nói thì mình không biết thực tế như thế nào. Cái đó thì anh em kiểm chứng giùm ha, hoặc không mua về xài thử coi nó như thế nào. Chứ bản thân mình thì chỉ biết nó như vậy thôi nha. Thì thông thường cái thành phần thép hóa học của cái thép này nè thì nó gồm sắt, carbon, mangan, silic, chrome, molybden, vanadi, đồng, phosphor và lưu huỳnh. Này thì mỗi cái tỷ lệ nó sẽ gia giảm, tăng giảm gì khác nhau ha, tùy theo cái công dụng của mỗi cái sản phẩm người ta cần làm nha, chứ không phải là cái S7 là đưa vào cái đầu vít là ngon, nó không phải nha anh em. Cái S7 nó ứng dụng vào những cái gì đó nó sẽ ngon hơn, còn S2 nó ứng dụng vào cái đầu vít. Ví dụ cái thành phần mà silicon đi, nó sẽ có cái độ cứng và độ đàn hồi á. Nói chung là cái này thành phần thép mà mình không có hiểu rõ lắm, nhưng mà nói chung là cái dòng này nó làm thép S2, những dòng thép mới như bây giờ đó nha, mới mới như bây giờ đó. Rồi 40.000 cặp nha, không mua trải nghiệm thử. Nếu mà nó có lò xo nằm giữa nha, lò xo thì kệ đi nha, lò xo thì nằm nằm giữa nè. Thì hãng nó thêm một lò xo thì cũng có cái ý nghĩa của nó, thì nó ghi nó chỉ là nó không có nói là nguyên lý hoạt động của cái lò xo, nó chỉ nói là khi mà thêm lò xo này sẽ tăng cái tuổi thọ độ bền của cái này thêm thêm thôi nha. Hai cái đầu thì được mạ màu vàng. Rồi 40.000 một, 40.000 một một cặp như vậy ha, nó tương đương với 4 đầu. Món đầu là như nè anh em á, anh em xài hết đầu này mòn qua đầu kia rồi qua nha. 601 61039 nha. Cái tiếp nữa giới thiệu cho anh em là cái bộ vít đóng nha. Cái bộ vít đóng này cũng là bằng thép S2 nè nha, đây nè, thép S2 độ cứng từ 60 đến 62 HRC. Cái dòng này có mã là 17802, giá là 325.000 nha, của hãng Bung Kinh luôn. À, đây à, ok ha. Rồi vít đóng đây thì nó có nhiều size ha, dẹp nè, 1 2 3 4 cây dẹp. Rồi BH 0101, ủa 1 2 3, BH 1 2 3 và BH 4 luôn anh em ơi. Đây mình đọc đây coi thông số đây, nó không thấy ta. Đây ví dụ như mà BH á, là BH 1, BH 2, BH 3 hay BH 4 là dẹp là có 5 6 8 10 nha. Còn cái head là cái lục giác á, thì nó sẽ có là hai size thôi, một size hai size thôi. Head lục giác á, là gồm có 5 ly và 6 ly là cái thông dụng, hay 5 ly là 6 ly anh em ha. Còn dẹp á, thì 5 6 8 10 nha, 5 6 8 10. Còn BH á, thì BH là đầu ngắn này nha, thì là 1 2 3 4 nha. Còn loại cây dài nè, cái cây dài này nè thì nó sẽ có một cái loại là dẹp và một cái BH2 nha. Một cái dẹp và một cái BH2. Đây nè, S2 ha. Đó. Một cái dẹp và một cái BH2. Đó là hai cái cây dài, dài là dài 80 nè. Nha, cây dài 80, còn cái cây này chỉ có 3 36 thôi. Nó thiết kế 36 cái đầu này nên bỏ vô đồ vít nè. Đó là về 325.000. Thì đây là cái đầu đóng của nó. Cái đầu này làm bằng chrome aluminum nè, 8 mm. À, ok ha, anh em cứ đưa vô anh em dặn thôi. Anh muốn hướng nào thì dặn ra nhận vào thôi ha. Đó. Ấn vào, đó. Có ra thì có ra. Vào ha, tùy ha, nó mấy này hiện em xài quen rồi nha. Rồi ok nha. Dùng búa đóng vô bộ vít đóng 325.000. Thép S2 là mình tính cái đầu thôi nha anh em. Mấy cái dòng sản phẩm này thì chưa có đưa lên website đâu nha anh em ha. Đầu năm nhờ đứa em là bên máy tính chưa có vào nha, chưa đưa lên web đâu. Rồi kế tiếp. Cái tiếp trên đây hôm nay là một cái cây gốc 500, size này size 4 inch, 23176 là cái mã, giá 85.000, 50 lbs nha. Rồi cái size này thì phù hợp với những anh em làm cây 3 vuông 4 vuông, 3 vuông 4 vuông 5 vuông 6 vuông rồi đó ha. Còn chúng ta lên mà tới 8 tới 10 nên xài đầu lớn nữa anh em ha. Đó. Thì về cái thông số của cái này á, thì nó sẽ có là chiều dài nè 154 ha, 154, một cạnh đó là 102 và chiều độ dày của nó là 16,5 nha. Đó. Ví dụ như anh đưa lên chiều, cái chiều cao anh em á, cái được chiều dài là cái từ đây qua đây nè nha, từ cạnh này qua đây nè, thì nó là tới 154, còn cái chiều cao của nó là 102
nha, từ đây lên cây okay, cầm đấy hai rồi giá là 85.000, này siêu rồi không gỡ cho này nha, 45.90, 135 đấy, anh em thợ hàng cứ mua về hàng thôi nha, khá là đẹp. Thì mình thấy nó mấy hãng cũng làm giống giống nhau thôi nè mày. Ok rồi, kế tiếp nữa giới thiệu cho anh em về ba cái mẫu led. Mẫu led cái này mình về có loại 8 inch. Cái dòng này nó thiết kế là nó cán làm bằng kim loại luôn nha anh em, nó liền luôn nè chứ không có chùm cao su giống mấy cái loại khác. Và này nó cái màu đen. À, anh em để ý cái những cái đen đen gì nè là nó anh em thấy sáng sáng gì không? Đó, là nó có nha, bỏ trong hộp vận chuyển là nó sáng sáng như này nha. Chứ anh em mà kiểu đen thui là nó không có đâu đó. À, nó sáng sáng nè chứ nó không phải chày đâu. Nha. Thì trong cái quá trình vận chuyển nó vậy anh em ơi. Nha. Thì cái dòng thép này nó được làm bằng thép CRV nha, làm bằng thép CRV có độ cứng từ 42 đến 48, dòng 18 inch khả năng mở được là 30 mm, trên đây có thông số rõ nè, 30 mm nha. Đó, giá có 115.000 cho cái 8 inch này thôi, khá là mềm luôn. 8 inch này thì có mã là 35207, 35207 giá chỉ có 115.000 thôi nha anh em, 35207 115.000 thôi nha. Đó, này thì xài nguyên cái luôn anh em, làm trong môi trường dầu nhớt rồi không có sợ. Còn mình nó phủ cao su á, giờ nhìn trong môi trường dầu nhớt anh em vệ sinh nó khó lắm nha. Cái dòng này thì chúng ta xài trong môi trường dầu nhớt sửa xe đồ á, hai cái là vệ sinh nó sạch sẽ lắm. Rồi ok nha, chỉ có 115.000 cho cái 8 inch thôi. Và lớn hơn nữa đó là 10 inch. 10 inch có cái mã là 35208. 35208 thì khả năng ngàm mở được 35 mm, cũng là bằng thép CRV luôn. Và độ cứng từ 42 đến 48 này mà ngàm được 35 nha. 10 inch thì cái chiều dài là 250 mm, 1 inch 25.4, rồi tính 10 là 212, giá 170.000 cho cây 10 inch này nha, 170.000. ok nha. Bơm kinh nó là thương hiệu của Thái Lan, đa phần sản xuất tại Trung Quốc và nó xuất khẩu ngược về Thái Lan để bán hàng nội địa nha nè, nó bán cho mình Thái Lan á. Và nó xuất khẩu sang thị trường các nước nữa chứ không phải riêng về Thái Lan không. Anh em có thể tham khảo qua những cái fanpage của Bơm Kinh này hoặc là những cái channel của Bơm Kinh chính hãng luôn á. À, nó có review những cái sản phẩm như thế này cho anh em ha. Rồi, 170.000 nha, 170.000 cho cây 10 inch. To hơn nữa đây là cây 12 inch. 12 inch cũng là thép CRV luôn. Anh em ha, khả năng mở được 40 mm. 12 inch chiều dài tới 300 mm nha. Giá 230.000. Đó. Cái dòng này thì có cái mã là 35209, 35209. 35209. 230.000 thôi, giá khá rẻ anh em, đâu mắc đâu. 230.000 cho cây 12 inch như này cũng khá rẻ. À, thiết kế nguyên khối. Cầm cái mẫu led này nó không có nặng anh em ha. Nên vì cái chất thép mà nó nặng thì nó sẽ không có tốt đâu, bởi vì nó ít cái thành phần ở bên trong đó. Chất thép mà nặng quá thì hầu như là cái sắt nó nhiều. Anh em ha. Nên nó sẽ không có đạt cái độ cứng đâu. Những sau này người ta thiết kế những cái dòng mà cờ lê đó, người ta cái độ nhẹ nó cao mà cái độ cứng nó lại tăng lên anh em ha. Giống như nó pha thêm rất là nhiều cái thành phần trong đó ha. Người ta gọi là cái ngành luyện kim á ha. Cái ngành luyện kim, cái ngành mà gọi là có những cái bí mật trong đó, không có chia sẻ được. Ví dụ như người ta thêm những thành phần nào để cho nó đạt cái độ cứng tối ưu nhất có thể, thì cái đó nó gọi là trong cái ngành bí mật của công nghệ của người ta, khó nói lắm. Nên người ta thông thường người ta gọi chung một cái từ là alloy anh em ha. Alloy thép là rất là nhiều cái thành phần trong đó. Rồi ok nha, 230.000 cho cái mỏ lết này. Rồi kế tiếp giới thiệu cho anh em về cái hộp mũi khoan. Cái này mình về cái hộp mũi khoan này 13 cây nhưng mà nó là hệ inch cho anh em, chứ nó không phải là hệ mm nha. Nó hệ inch, nó rất là nhiều size ở trong đây, nó có 13 chi tiết thôi, là bằng thép HSS. Đó, HSS này hệ in nha chứ không phải hệ mi, anh em lưu ý giùm nha. Hệ in. Đó, 1/4 nha, 1/4 rồi 16/64 ha, 7/32, 13/64. Thì anh em nào xài hệ in thì chúng ta mua ha, còn hệ mi thì chúng ta có thể đổi ra nha. Chúng ta có thể đổi sang cái hệ mi thì nó sẽ có chênh lệch một chút xíu. Ví dụ như 1/16 thì nó tầm 1 ly rưỡi anh em. À đúng rồi, khoảng 1 ly rưỡi á nha. 1 ly rưỡi. Cái nhỏ nè,
nó hơn chút xíu nha, chứ không phải một một ly rưỡi đâu, nó hơn một chút xíu, một ly rưỡi mấy á nha. Đó. Cái dòng này làm bằng thép HSS á, giá 90 ngàn một bộ. Thì anh em xài hệ in thì anh em liên hệ, nó sẽ có từ cái in là cái dòng này từ 1 phần 16 cho đến 1 phần 4 nha, 1 phần 4 in. Mỗi này chỉ quan sắt thôi nha, sắt nhựa gỗ thôi, 90 ngàn. Thầy mi chắc có thể kỳ sau về ha. Rồi kế tiếp, đây là cũng bộ nhiều hơn, 21 chi tiết. Mũi khoan sắt cũng hệ in luôn, 200 ngàn một bộ. Cũng là bằng thép HSS luôn. Chuẩn DIN 338, khoan sắt, khoan gỗ, khoan nhựa, không có inox nha. Đó. Thì nó lên ở đây từ cái chuẩn 3 phần 8 là nó tầm khoảng 9 ly rưỡi mấy anh em nha. 3 phần 8 là 9 ly rưỡi mấy này nè, chưa được 10 ly. Nhỏ nhất là 1 phần 16 là khoảng ly rưỡi mấy á. Anh em có thể đổi ra cái hệ in được ha, mình có phần mềm mình đổi ra được. À, anh em bấm vô ra hệ in nha, ly rưỡi mấy á. Đó, một bộ này thì giá là 200 ngàn. HSS nha. Rất là nhiều trong đây, 21 cây nha. Rồi. À. Thì mi thì dễ tìm quá mà hệ in rất hơi khó tìm. Ok, về cái về bữa về hệ mi sao. Mi thì mấy cái bộ này bên hãng khác cũng có anh em á. Rồi, mình qua nha. Kế tiếp nữa giới thiệu cho anh em về một cái dòng sản phẩm mới về cửa hàng đây. À, cái dòng này đó làm cái cữ nhựa, mà cái điều đặc biệt nha, những cái cữ này á nó không giống như cái khung cưa những cữ nhựa của hãng khác. Cái dòng này thì nó bán cái cữ nhựa riêng như nè, anh em có cưa thì mình mua cái cưa riêng mình vô mình cưa. Đặc biệt con này là nó sẽ có bốn cái khóa này nè, anh em có thể đỡ để thanh gỗ vô mình đẩy này vô nè ha, mình đẩy cái này vô xong rồi mình gài lại cho nó cứng ha, mình đẩy cái này vô nè, đẩy này vô mình đẩy này xuống là mình gài hai cái miếng gỗ mình lại cho nó cứng vô trong đây để mình cắt nó không có bị chạy anh em ha. Đó, ở đây như vậy nè, đó ở trên đây thì nó thiết kế này miếng nhựa này ha, nhựa nè. Đó, anh em khóa trên quá xuống, anh em đưa miếng gỗ vô mình khóa xuống. Đó, mình khóa xuống là mình gài lại nha. Đó. Đó. Mới hơi bót anh em đưa vô. Đó, dù anh em cắt gỗ lớn cỡ này thì không nói, mình cắt gỗ nhỏ 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 thì sao? Cắt gỗ nhỏ thì trên đây mình khóa xuống, bên đây mình khóa vô, mình khóa lại cái là mình dùng mình cưa. Cái cưa này nó sẽ có nhiều góc ha. 45 nè, 90 nè, 22.5 nè và 45 thôi nha, nó có ba nó có sẽ có ba góc thôi. 45, 90 và 22.5. Đó. Ok ha. 180 ngàn cho cái cử nhựa này nha anh em ha, cử cử nhựa này không có cưa nha. Cử này nó sẽ có cái lỗ này, hai lỗ này, ba lỗ này, bốn lỗ này. Lỗ này anh em có thể bắt thẳng xuống cái bàn luôn. Ha, bắt thẳng xuống một cái bàn để chúng ta thao tác và làm luôn, nó không cần phải cầm anh em ha. Bắt xuống bàn này, đó. Bốn con ốc này bắt cứng vô, muốn ta muốn cưa cử nhựa chúng ta đưa vô chúng ta xài thôi. Thì mình sẽ đo xem cái khoảng này bao nhiêu thôi. Anh em chờ một chút. Cái miếng gỗ mà anh em có thể đưa vô bề ngang tầm khoảng 10 ha. 10 cm. Tất cả nè. Rồi ok nha, 180 ngàn cho cái cử nhựa này. Rồi, kế tiếp giới thiệu cho anh em về cái bộ cưa cành trên cao. Cái bộ này thì nó thiết kế là anh em có thể là vừa cắt nè, có kéo cắt nè, có cưa nè. Đây kéo ha, anh em đưa dù anh em gắn cái đầu thôi nha, nó chưa có gọi mấy cây. Anh em vừa mua cái gỗ á, bắt ở trong đây nó có ốc sẵn nè. Ốc sẵn thấy không? Chúng ta nhét cây gỗ vô, nó khoan cái lỗ xuống, nó bắt này cứng lại nha. Rồi cái dây này nó giật, dây này đầu dưới nó giật ha, nó giật cái bật cái thì cái lưỡi này nè. Lưỡi này nó sẽ đưa lên nó cắt cái cành. Anh em ơi, nó cắt cái cành và cái lưỡi này là lưỡi thép SK5 nha anh em. Nha, cái lưỡi SK5. Rồi và kèm theo cái lưỡi cưa, lưỡi cưa này thì chúng ta sẽ gắn gắn vào nha. Ở trên đây thì nó sẽ có cái lỗ sẵn lưỡi cưa này, rồi chúng ta gắn vào rồi chúng ta cưa nha, nó vừa cưa vừa cắt nha. Thì cái dòng này nó được thiết kế là cắt ở trên cao rồi nó vừa cắt luôn, thì chúng ta sẽ bắt buộc là chúng ta phải gắn gắn cái cây vô mới được nha, chứ không có để vậy xài được. Rồi giá là 330 ngàn cho cái cưa này nha, cưa và cắt này nha. Đó. Ok ha, cái lưỡi nó ghi SK5 nhưng mà trên cái lưỡi cưa này mình không thấy nó ghi SK5 nằm ở trên đây. À, nó ghi thông số đây là được rồi.
nha. Rồi ok anh em nha, cái dòng này thì về chúng ta sẽ gắn gắn vô chúng ta xài thôi nha. Chúng ta kéo xuống, dù tôi gắn này tôi kéo kéo cành xuống này, đưa cành tôi kéo xuống rồi nó giật cái cây này là nó sẽ đứt đó. Còn nào mà to quá, dù cái cành nó to quá không có vô ngàn mà được nè ha, không có vô ngàn mà được nè, thì chúng ta sẽ dùng cái cưa này chúng ta cưa cái ha. Cưa này nó sẽ gắn vào ở trong cái trong đây luôn, để mình coi cái lỗ nằm ở đâu gắn này, chỉ cho anh em. Nó sẽ có ba cái lỗ nè, mình chọc cho mình gắn thôi nha, nó đơn giản đó, không có gì phức tạp á. Thì ở trên đây nó có chừa sẵn ra một con ốc, ốc này nó dặn rồi ha. Ở dưới đây nó sẽ có một cái chốt này, thấy không, nó che lưỡi cưa này, cái chốt này và con ốc nó dặn này ra, thì cái chốt này sẽ gắn vào cái lỗ này và con ốc này nó sẽ gắn vào cái lỗ này nha. Đó là chúng ta sẽ tùy chỉnh thôi nha, rồi chúng ta đưa vào, chúng ta lắp vào thôi. Ok ha, cưa đưa thẳng lên nha anh em, đó nó cho có lỗ sẵn rồi nha. 330 ngàn cho cái cưa này, có cái mã là 33631, cưa cành trên cao 2 trong 1 nha, vừa cưa vừa vừa cắt ở quan bên nha. Rồi còn mấy sản phẩm thôi, mình giới thiệu qua tôi vít đi nha. Cái này tôi vít về cũng chưa có đủ anh em á, thôi thì có nhiều giới thiệu nhiều nha. Thì ở trên đây thì mình sẽ có là ba cái tôi vít, một cái cây là dẹp ha, dẹp 6 nè, dẹp 6 ly, dẹp 8 ly nha. Thì cá ba dòng này thì và cái BH3, BH2 thì dòng này nó hết hàng rồi. BH2 đối với những cái tôi vít thường này nó hết rồi nha. Thì nó sẽ có dẹp là dẹp 6 ly, dẹp 8 ly dài 1 tấc rưỡi và BH3 dài 1 tấc rưỡi luôn. Anh em làm bằng thép CRV. Cái dòng này dòng Israel. Giá của những cái cây lớn nè. Ví dụ BH3 này giá 45 ngàn. Anh em nói cái tôi vít BH3 giá 45 ngàn rồi ha. BH3 giá 45 ngàn. Rồi, một cái dẹp 8 mm. Này có 500 nha. Có 500 nó hết. Đó. Một cây tua vít dẹp 8 mm. Cái dẹp 8 mm này cái chiều cái bề dẹp nó là 1,6 mm nha, cái đầu dẹp này nè, 1,6 mm. Rồi giá 45 ngàn luôn nha anh em á, hai cái này đồng giá 45 ngàn nha, vít thường không có đóng. Cái này là cái dẹp 6 mm. Dẹp 6 mm thì giá là 34 ngàn. Nha, đầu dày là 1 ly 2, cũng dài 1 tấc rưỡi luôn nha. Dài 1 tấc rưỡi luôn, giá 34 ngàn. Rồi, ở đây thiếu cây BH, nó còn thiếu cái BH2 mà là nhỏ như này. Nó hết hàng rồi biết sao giờ. Nha, thì sao đi. Ok. Rồi. Kế tiếp nữa giới thiệu ba cái vít đóng. Vít đóng ở đây thì nó sẽ có là về BH3, anh em xài BH3 thì trong ngành cơ khí vít đóng BH3 xài cũng ngon nè. Vít đóng là thiết kế đậu trên đây nó to này mà đóng nguyên siêu, và cái thân này thân là thân lục giác. Thân lục giác ha, làm bằng thép CRV nha. Cái dòng này á chiều dài là 150 mm, một cây BH3 và một cây dẹp dẹp 8 mm nha, dẹp 8 mm cũng 1 tấc rưỡi luôn, cũng đầy hơi vít đóng hết, đồng giá 72 ngàn anh em ơi, 72 ngàn cho cây vít đóng đó. Còn nếu mà cây vít đóng BH2 dài 1 tấc rưỡi luôn nha, giá 55 ngàn đó. Cái tay này nó nhỏ hơn ha, cái dù BH3 thì to hơn nè, anh em cầm vậy to hơn nè, thấy không, cầm đóng ha. Ok ha. Đó, 72 ngàn. Rồi, anh em cứ nói tua vít đóng BH3 và hoặc là tua vít dẹp 8 mm. Tua vít đóng dẹp 8 mm bơm kinh á 72 ngàn cây. Và đây là cái tua vít đóng BH2. Nha, cũng dài 1 tấc rưỡi luôn ha. Thôi 1 tấc rưỡi tính ra đây nè nè. Giá 55 ngàn thôi. Ok ha. Đó, vậy thôi. Đó, đóng thì thiết kế từ cái trụ này lên tới đây nha. Thì mình đóng. Rồi kế tiếp giới thiệu anh em thêm một cái dòng sản phẩm nữa, cái to to này đi. Đây là cái đồng hồ bơm lớp ha, cái đồng hồ này nó được thiết kế để chúng ta bơm lớp. Cái dòng này nó không có cho cái phụ kiện mà để chúng ta sạch ha, nó chỉ có bơm lớp thôi nha anh em. Đó. Bơm lớp khui ra thử. Đẩy lên đây, ok ha. Rồi
khi mà cái bông lớp này anh em mua xài thì nhớ cái sim này nha, cái sim này phải có nha, để chúng ta tháo ra nó bị làm rớt á, rồi mới gắn vô ha. Đó, đầu này đầu nhanh, đầu nhanh. Đầu này có với cái đầu đồng hồ này thì nó trùm cao su mềm hết rồi nha, cao su mềm xèo luôn nè, để làm rơi làm rớt gì đó nó cũng không có bị bể. Cái thân là bằng nhôm nha, còn cái đầu như đây thì nó đã chuẩn châu Á mình rồi, cứ thế mà mình xài thôi, không cần mình gắn nhiều đầu những hãng khác. Cái dòng này thì giá của cái bông lớp là tới 200, em chờ một chút, cái này mình đưa sát vô nhà mình đừng để mình ngoài, để ngoài nó sẽ bị dễ bị kẹo ron cao su á, đưa sát vô. Sát cho mình xem. Thân là bằng nhôm nhìn rất là xịn. Cái dòng này nó có một cái hai cái súng xịt. Cái dòng bơm kinh này có, nó có về hai cái súng xịt, nó thiết kế giống vậy luôn, không có cái này, nó có súng xịt thôi. Có hàng. Bơm lớp. Thì cái đồng hồ này thiết kế một bên 3, một bên PSI. Cái vàng là chúng ta dùng hệ PSI, còn cái trắng là dùng hệ 3. Thì ở Việt Nam mình anh em dùng hệ 3 nha, 1.3 tương đương 1 kg á, nó không có giờ lệch mấy đâu. 1 kg luôn. 1.3 nó bằng 1 0 không mấy, nó ít lắm, nói chung là mình cho nó bằng luôn anh em ha. 1.3 tương đương với 1 kg, anh em bơm lên vụ 4.3 là tương đương 4 kg rồi, vậy cho nó dễ ha. Giá là 245.000, anh em chọn xíu mình bơm cái máy bơm hơi cái rồi tiếp tục anh em ha. Thì cái này cái chuẩn của nó rồi, chúng ta chỉ cần người gắn vô thôi đó. Cái đồng hồ này á, ở trên thông số đây nó có cái chức năng á, là khi chúng ta bóp vô hoặc nó xì ra, chúng ta bóp vô như vậy hoặc ta đưa lên á, thì nó sẽ xì xì ra anh em. Thì nó có đây, để bữa nào mình sẽ review này coi coi nó có phải vậy không nha, chứ bây giờ mình không có bánh xe ở đây nên không có review cho anh em được. Mình thử hơi cho mình thử, nhưng mà ở đây không có bánh xe nha. Thôi cái đồng hồ này thì đó, giá là 245.000, ok ha, rất là đẹp nha, cao su hết luôn. Rồi 245.000, còn cái chức năng mà nó xì hơi ra để bữa nào mình test cho anh em nha. Còn bây giờ không có cái lớp nằm đây, không có test được, hẹn anh em vào một cái video riêng về nó đi ha, thử nó thôi, chứ bây giờ mình đi làm từng cái nữa thì một cái video riêng về cái này thôi, khoảng vài phút gì đó mình test thử cái chức năng của nó nha, như thế nào, xem mà nó có thổi ra được hay không. Rồi ok, mình qua này đi. 245.000 nha anh em. Kế tiếp nữa giới thiệu cho anh em một dòng sản phẩm, đây là cái rulo gai. Cái rulo này nó có cái ứng dụng là để anh em biết khi mà chúng ta sơn epoxy á thì chúng ta dùng cái gai nó đẩy đi ha, cho nó những cái bọt khí nó không có không bị bọt á, thì ta dùng cái này. Đó, thì cái rulo toàn là gai không à. Nha, toàn là gai không. Cái này thì nó sẽ không có cái, nó chỉ có rulo thôi nha. Anh em mua cái tay á, và kèm cái cây bỏ vô, thông thường mấy bên tôn xe nó có nhiều lắm. Anh em gắn vô một cái là em đẩy thôi nha. Mình sơn tới đâu thì mình đẩy cho nó xì bọt hết nha. Ví dụ như chúng ta sơn thì trong vấn đề mà sơn nó mình bị cái bọt thì nó phồng, nó mai nó bị dọp anh em ha. Nó không có ăn cái đó. Nên ta dùng những cái rulo gai này để chúng ta làm. Giá chỉ có 90.000 thôi anh em. Hàng của Bùm Kinh 30248 nha, 30248 đó, toàn là gai nha, gai bằng nhựa cứng đó nha, là nhựa cứng đó. Khi mà chúng ta sơn thì chúng ta đưa vô chúng ta lăn nha, công dụng này là vậy. Rồi kế tiếp nữa, đây là một cái lưỡi đá cắt mới về luôn, đá cắt sắt và inox nha, của Bùm Kinh, đường kính 105, độ dày 1 mm và độ trục 16 mm, có cái mã là 23325, giá 10.000 một cái. Cái dòng này thì nó cái cắt nhanh nha anh em ha. Cắt nhanh sắt và inox luôn. Nhà ở trên đây nè, trên đây sắt nè, steel nè, stainless ha, cutting nè. Stainless steel rồi mới đây. Đó ha, dòng cắt nhanh. Mấy cái này thì anh em cứ mua về trải nghiệm thử. Giá cũng xem mà nó còn rẻ hơn hẳn total lên tới 11.000, total cũng 10.000. Nghe nói total chuẩn bị lên giá đầu năm nè, mình đặt cái đơn hàng hồi trước Tết luôn, như cũng bộn tiền anh em. Rất là
mình đặt đơn hàng trước Tết để được hưởng cái giá cũ á, mà sau Tết nhưng nó áp dụng giá mới này, biết có không? Thì bữa nào hôm nay thì tôi xem nó về mình sẽ giới thiệu cho anh em nha. Thì 10.000 một lưỡi cho anh em á, 10.000 một lưỡi cắt sắt vị nó. Rồi đây là dòng sản phẩm mới cùng mới cuối cùng và cũng là dòng sản phẩm mới luôn, mà cái dòng này thì mình chưa có test thử bao giờ. Đây là cái dòng mà băng keo ha, băng keo chuyên dán ống nước. À, cái dòng này thì cái hãng nó thông báo là nó có thể sử dụng ở nhiệt độ là âm 45 độ C hoặc 150 độ C, độ nóng đó nha. Lạnh 145 hoặc nóng tới 150, và cái áp lực mà có thể nó chịu được lên tới 150 PSI, làm rất là cao nha anh em. Rất là cao luôn nha. 150 PSI tới mười mấy ký luôn á. Ở đây là 140 PSI là gần 10 ký thôi á. Mà tới 150 PSI tới mười mấy ký luôn á. Nha, hơn 10 ký á. Thì đó thông số của hãng thôi, còn cái vấn đề ở đây nó phải do kỹ thuật nữa. Ví dụ như hãng nó làm thì đúng cái kỹ thuật nó thì đạt như vậy, còn về mình làm mình không đúng thì nó cũng đâu đạt được đâu nha. Nó về thông số nè, nó có thể ứng dụng trong ống nước nè, ống dầu nè, hoặc là ống ga. Cái dòng này làm bằng sợi thủy tinh nha. Cái size của nó là cái bề rộng là 5 cm thôi, và chiều dài là 130 cm nha, 130 cm nha anh em ha. Đó thì về cái công dụng này thì mình sẽ đọc sơ sơ qua về cái thông số trên bảng báo giá trên cái bảng catalog cho anh em coi ha, để mình nắm thêm một chút. Cái dòng này sản phẩm mới mình chưa có test thử, thì theo thông số mà mình đọc thôi chứ bây giờ nha, theo thông số thì mình đọc thôi. Ở đây là nó gọi là cái băng dính sợi thủy tinh nha anh em ha. Nó được sử dụng để sửa chữa các đường ống nước bị rò rỉ nè, rất bền và chắc, có khả năng liên kết chặt chẽ với các vết nứt, được thiết kế để sử dụng với nhiều loại vật liệu như thép, nhôm, đồng. À, nó không dùng ống mềm nha, nó dùng nhựa PVC thôi nha. Đó thì khi mà anh em xài cái này bắt buộc anh phải đeo găng tay nha, chống dính vào chiếc keo nó dính vô mắt hay gì đó, và chỉ khui ra là chỉ sử dụng liền. Thì cái này khi nào mình test thử anh em thì mình sẽ khui ra, chứ bây giờ mà khui ra không không có test liền thì nó không có được nha. Thông số của nó thì nó báo là khui ra là mình phải phải test liền, phải sử dụng liền đó. Thì cái này á, băng dính này á, là khi mình khui ra mình không sử dụng á, là nó sẽ từ 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 nó sẽ cứng dần ha. Như vậy mình phải sử dụng liền nha anh em đó. Thì trước khi sử dụng cái này thì chúng ta phải chuẩn bị dụng cụ ha. Ví dụ như làm ống ống chúng ta vệ sinh sạch ha, ta vệ sinh sạch đó, vệ sinh sạch rồi chúng ta mới mới quấn nó vào nha. Trước khi mở bao bì thì chúng ta phải vệ sinh sạch nó, vệ sinh bằng giấy nhám rồi đó. Rồi vừa quấn chúng ta có thể vừa vừa kéo nha, kéo cho nó cứng lại. Rồi ok ha, một cái sợi dây này thì giá 120.000. Để bữa nào mình sẽ mua cái ống về mình test thử, chứ bây giờ mà khui ra cho anh em coi thì cũng không có test được nha. Trong đây thì nó sẽ có nó đóng hết rồi đó. Đây đây thì nó có găng tay nè nha. Cái keo này mà dính vô tay nó cứ cứng, anh em dùng xăng hoặc là dùng dung môi chúng ta rửa nha, aceton gì đó rửa. Trang bị nó găng tay nha, găng tay cao su nè để chúng ta làm. Rồi đó là cái keo thì chắc này nó sản xuất là chuyên dụng rồi đó ha. Những anh em nào mà chúng ta trong ngành đó chúng ta có thể mua để nghiên cứu ta sử ha. Nó chỉ có một cuộn ngắn thôi, 5 cm, và chiều dài là 130. Rồi 120.000 cho cái loại băng keo sợi thủy tinh này nha anh em. Thì bữa thì mình ở bên Đông Thái này không còn cái loại farm, nó là bọt á, nghe không? Có một loại bọt mà để xịt vô những cái vết nứt đó, nó phù ra, nó che kín là vết nứt nó có nhưng mà chưa về anh em ơi. Nó có loại bọt đó nè, mà từ từ mình sẽ cố gắng mình sẽ đem về phục vụ cho anh em luôn nha. Trước mắt giờ băng keo thử coi như thế nào. Rồi ok nha, dòng này giá 120.000 cho một sợi vậy thôi, 120.000 chỉ có một sợi thôi. Rồi ok, đó tất cả những sản phẩm mới của Bùm Kinh mình, cửa hàng mình có, anh em nhu cầu nào thì cứ liên hệ dòng sản phẩm đó nha. À, tất cả đều giá tại cửa hàng chưa còn với ship hết. Một nữa cảm ơn em á, xin chào và hẹn gặp lại.